Hey, xin chào các bạn. Ở bài học này tôi sẽ giới thiệu cho các bạn các phép toán ở trong JavaScript. Thì thực ra đây là một phần khá là đơn giản. Tuy nhiên thì nó lại là cái phần rất quan trọng để các bạn có thể thực hiện được những cái xử lý của mình trong những cái ứng dụng mà các bạn viết. Thì phép toán là một trong những cái thành phần quan trọng trong việc xây dựng một ứng dụng. Thì trong JavaScript nó cũng giống như những ngôn ngữ khác. Nó hỗ trợ đầy đủ các phép toán giống như trong toán học. Thì ở bài này tôi sẽ đi từng phép toán một và tôi sẽ giới thiệu cho các bạn. Đầu tiên tôi sẽ tạo ra một trang và tôi sẽ tạo ra bài học số 5. Đầu tiên tôi sẽ tạo ra một trang là các phép toán. Phép toán.html. Và tôi tạo ra trang HTML là các phép toán. Tôi sẽ khai báo JavaScript vào đây để chúng ta có thể sử dụng trực tiếp ở trên trang này. Đó. Đầu tiên tôi sẽ tạo ra hai biến và tôi tạo ra biến A bằng 10 và tôi tạo ra một biến B bằng 3. Thì phép toán đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn đó là phép cộng. Phép cộng thì nó dùng giống như trong toán học. Thì tôi sẽ document chấm grid để tôi in ra phép toán cộng giữa A và B. Thì trong JavaScript nó sử dụng phép toán cộng bằng dấu cộng như thế này, dấu cộng thông thường như thế này. Thì ở đây tôi có kết quả A cộng B. Các bạn chạy thử lên thì các bạn sẽ thấy là A nó sẽ bằng 13. Đây là kết quả của phép cộng. Tiếp theo tôi nó sẽ nói về phép trừ. Thì phép trừ ở trong JavaScript nó cũng dùng như giống như trong toán học. Thì tôi sẽ sử dụng cái phép trừ giữa A và B như ở đây. Tôi sẽ có A trừ đi B như thế này. Tôi sẽ tạo ra một cái dấu xuống dòng để cho các bạn thấy là cái kết quả của nó. Như ở đây sẽ là phép trừ. Phép trừ xuống dòng. Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có phép trừ là bằng 7, có nghĩa là 10 trừ 3 thì bằng 7. Tiếp theo là phép nhân. Phép nhân thì trong JavaScript nó sẽ sử dụng cái phép nhân bằng cái dấu như thế này. Ở đây nó sẽ sử dụng dấu sao để thể hiện phép nhân như thế này. Đây ở đây tôi thể hiện là 10 x 3 thì sẽ bằng 30. Các bạn chạy thử lên. Đó, phép nhân kết quả chúng ta bằng 30. Và tiếp theo một phép nữa mà chúng ta cần nắm được đó là phép chia. Thì ở đây tôi sẽ để là phép chia như thế này. Thì các bạn sẽ thấy là tôi thay cái dấu thể hiện phép chia trong JavaScript bằng cái dấu này. Thì 10 chia 3 thì sẽ được 3,33333. Đây là một phép chia và phép chia này có dư. Và tiếp theo nó sử dụng một phép tính nữa đó là phép chia lấy dư. Chia lấy dư, các bạn nhớ nhé, nó lấy số dư thôi. Phép chia lấy dư. Lấy dư. Đó thì lúc nó thể hiện bằng phần trăm. Đây là phép chia lấy dư. Nó ký hiệu là phần trăm ở trong JavaScript. Và chúng ta chạy lên. Thì các bạn thấy là 10 chia cho 3 dư 1 thì nó lấy dư, thì kết quả của phép chia lấy dư 10 cho 3 thì sẽ là dư 1. Đó, thì đây là những cái phép tính cơ bản các bạn nhé. Đây là những phép tính cơ bản ở trong JavaScript. Thì tôi muốn các bạn làm cái ví dụ này ở trên máy của mình. Đó, và để hiểu được các phép tính này nó rất đơn giản thôi. Các bạn dành khoảng 5 phút để thực hành lại nó. Video này tôi xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.